Bà con và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nông nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, từ lâu, địa bàn huyện Dương Minh Châu có số lượng đàn gia súc gia cầm khá lớn. Ngoài các doanh nghiệp, công ty, cơ sở chuyên nuôi gia cầm tập trung với số lượng lớn, địa phương này luôn tồn tại mô hình chăn nuôi gà, nuôi vịt, thả vườn, quy mô nông hộ nhỏ lẻ. Sau nhiều năm phấn đấu và được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh, đối với bệnh cúm gia cầm, người nuôi gia cầm nhỏ lẻ ở Dương Minh Châu vẫn luôn cảnh giác với các loại dịch bệnh, luôn tuân thủ quy định tiêm phòng, tiêu độc sát trùng chuồng trại đúng theo yêu cầu của ngành chăn nuôi và thú y. Rất nhiều hộ chăn nuôi gà vịt theo phương cách truyền thống vẫn đạt hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Hiệu quả những mô hình chăn nuôi gia cầm. Từ nhiều năm trước, huyện Dương Minh Châu đã đi đầu trong công tác xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Newcastle gia cúm gia cầm. Đến tháng 11 năm 2018, Dương Minh Châu là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Cục Thú y chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 18 cơ sở chăn nuôi và 11 xã thị trấn được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle. Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, lĩnh vực chăn nuôi gà vịt thả vườn quy mô nông hộ luôn luôn tồn tại. Do đây là hình thức chăn nuôi truyền thống dễ thực hiện, vốn đầu tư thấp, tận dụng phế phẩm quanh vườn nhà làm thức ăn cho vật nuôi, mang lại thu nhập khá, đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Có những hộ nuôi với số lượng lớn tích lũy được nhiều vốn, tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Tuy được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh với loài gia cầm, nhưng hầu hết các hộ chăn nuôi gà vịt ở địa phương không lơ là. Ngược lại, bà con rất ý thức về mối nguy hại khi xuất hiện dịch bệnh, luôn tuân thủ công tác phòng ngừa các loại bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện tiêm phòng đúng quy trình, tổ chức tiêu độc sát trùng chuồng trại đúng quy định, nên nhiều năm qua, địa bàn huyện không xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia cầm. Vào năm lập nghiệp định cư tại thị trấn Dương Minh Châu, trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Thúy chuyên làm nghề thủ công, chưa vào nghề chăn nuôi. Đến giai đoạn 2006-2007, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn, ông Thúy bắt đầu nuôi heo, nuôi gà thả vườn đến ngày nay. Ông Thúy khiêm nhường cho biết, chúng tôi vừa chăn nuôi vừa học hỏi nuôi con gì, nuôi đến đâu, học hỏi đến đó. Nhưng luôn xem việc tiêm phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại là điều tất yếu phải tuân thủ nghiêm ngặt. Bởi thế đàn vịt nuôi nhà ông luôn khỏe mạnh. Có lúc đàn heo của ông lên đến 100 con, trong đó có 6-7 con nái. Đàn vịt đàn ngang có 2.000 con, gà có 1-2.000 con. Những thời điểm giá heo hơi bất ổn, ông chủ động giảm đàn. Nhưng đàn gà lúc nào cũng tồn tại hàng ngàn con. Nhờ lợi thế, ông tự gây giống bằng cách nuôi dưỡng đàn gà mái giống cho đẻ trứng và cho vào máy ấp tại nhà. Không mất tiền mua con giống, mặt khác thức ăn ông Thúy cho thêm vào cám bắp, giảm tiền mua thức ăn công nghiệp, lai tạo màu da vàng tự nhiên cho đàn gà thịt, rất được khách hàng ưa chuộng. Chấn cho đi học cái lớp tập huấn chăn nuôi. Thì tôi bắt đầu cũng từ cái đó là tôi học hỏi thêm và đi các cái hội thảo cám. Thì người ta phổ biến là ta cứ về ta cứ thế là tôi áp dụng vào cái đó, cái chăn nuôi. Mới đầu thì tôi lấy giống ở trại giống Long An, người ta đưa về. Thì sau này bắt đầu tôi lấy giống đó là tôi gây giống và tôi đẻ và tôi ấp tại nhà luôn. Ấp tại nhà là tôi đẻ ở đâu là tôi nuôi đó. Là nếu mà ấp là nở được 80%. Chăn nuôi gà này là cứ cần thiết nhất là cái đầu tiên là cái phải anh phải vaccine đầy đủ. Vaccine là để cho con gà chứ là về sau này kể cả nó đỡ bệnh. Với thứ hai khi bệnh thì nó chữa nó cũng dễ hơn. Thỉnh thoảng là mình cho uống nước suối, nước giải nhiệt. Đấy, mới kết hợp là y mình phun và xịt chuồng theo định kỳ, cứ một tuần là mình xịt theo 2 lần. Là chế độ cho ăn cũng là quan trọng.
chế độ cho ăn hàng ngày là anh phải có một cái chế độ cho ăn và cái thuốc định kỳ là anh phải tiêm hoặc là anh phải cho uống theo định kỳ. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi ở huyện Chi Minh Châu lại có bước phát triển mới và đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ phát triển nhanh theo hướng chăn nuôi an toàn và bền vững. Nhiều mô hình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đã được thực hiện, tạo ra xu thế phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững. Xác định chăn nuôi là một trong những ngành mũi nhọn và trở thành lĩnh vực chính trong sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, huyện Chi Minh Châu đã chỉ đạo các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung xây dựng và thực hiện các dự án mô hình mới, nâng cao chất lượng đàn gia súc gia cầm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi, tập trung phát triển các giống vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao như vịt siêu thịt, siêu trứng theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, đi đôi với biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn xã Lộc Ninh, huyện Chi Minh Châu có thêm 2 hộ chăn nuôi vịt siêu thịt trong phòng lạnh. Đó là hộ ông Nguyễn Giang Rô và hộ ông Lê Tuấn Hải ở ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh. Quy mô thực hiện mô hình là 3 trại nuôi vịt với diện tích hơn 500 m², nuôi khoảng 6.000 con vịt. Do nuôi trong phòng lạnh, không khí mát mẻ nên đàn vịt trống lớn, chỉ 42 đến 45 ngày nuôi, khi vịt đạt khoảng 3,5 kg một con sẽ xuất chuồng. Ước tính mỗi lứa 1.000 con vịt xuất chuồng đạt 3,5 tấn vịt thương phẩm. Với giá hiện nay là 40.000 đồng 1 kg, người nuôi sẽ thu về trên 140 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí con giống, thuốc trừ bệnh, thức ăn, hộ nuôi thu về lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng một lứa vịt 1.000 con. Trong đó, mỗi trại nuôi từ 6 đến 8 lứa vịt mỗi năm. Hộ ông Nguyễn Giang Rô trước đây từng trồng tre lấy măng, nuôi vịt sim, nhưng nhận thấy lợi nhuận không cao. Thời gian nuôi vịt sim đến tuổi xuất chuồng khá dài, nên ông chuyển sang nuôi vịt siêu thịt. Chỉ no 1,5 tháng đã xuất chuồng, mỗi năm nuôi được nhiều lứa. Ông tổ chức xây chuồng sàn cách mặt đất gần 0,5 mét, bố trí hệ thống lạnh, phòng kính, hệ thống uống nước tự động, hệ thống thu gom chất thải ra tận chuồng sau chuồng, tận dụng tưới chuồng sầu riêng, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đàn vịt chống lớn và chưa bao giờ nhiễm bệnh. Bắt vịt, vịt con thì ngoài Đồng Nai về khoảng 2 ngày, 3 ngày chích vaccine. Về bỏ chuồng ấm từng lễ hoặc 10 bữa mới vô trại. Trại đó ấm mình che tăng bóng đèn rồi. Bóng đèn rồi lên đầy đủ rồi mới ấm được. Một tuần lễ hoặc 10 bữa. 1.000 con đó ấm 6 bóng đèn. 30, 32 độ dữ lắm. Vô chuồng lạnh thì cũng bỏ thuốc cho nó uống rồi chết rồi cũng cho ăn uống nước thường xuyên bình thường như vậy. Sàn lạnh đó. Thì cái sàn đó nó cách lên cái mặt đất khoảng mấy tấc, 4 tấc hoặc 5 tấc. Ở trong cái sàn đó là nó phải làm một đầu cao đầu thấp, đặn cho nước trên nó chảy xuống, nó chảy ra ngoài luôn, chứ không có động nước trong đó. Cái hệ thống nước uống thì uống tự động, tới cử mình phải pha lên cái bồn cho nó uống, trên cái bồn tự nó chảy xuống luôn chứ. Sáng khoảng 8 giờ mình xịt lần, uống với dịch con này tới vaccine là chết rồi nó không có uống. Tới ngày thu hoạch mình điện công ty lên bắt lần một. Nếu dịch lớn lên mình phải thả ra hết nguyên cái chuồng đó cho nó rộng rãi, cái dịch thoải mái. Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi vịt siêu thịt trong phòng lạnh, Hội Nông dân xã Lộc Ninh, huyện Chi Minh Châu đã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn theo mục đích giải quyết việc làm cho hộ ông Rô với số tiền 90 triệu đồng để ông đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng chăn nuôi giống vịt siêu thịt. Bước đầu, các hộ chăn nuôi giống vịt siêu thịt rất đạt hiệu quả, hướng tới Lộc Ninh có thể thành lập tổ hợp tác chăn nuôi. Nhân dân ở đây chủ yếu là sống về nông nghiệp. Thì trong thời gian qua, nông dân sản xuất thì cũng gặp nhiều khó khăn. Về phía hộ nông dân cũng có phối hợp với Ngân hàng Chính sách để hỗ trợ cho gia đình anh Rô, để anh Rô chuyển mục đích từ cây tre giá cả không ổn định để chuyển sang mô hình chăn nuôi vịt trên sàn trong nhà kính. Anh Rô phát triển cái mô hình này thì thấy tương đối ổn định và giá cả ổn định thì rất là thuận lợi cho nông dân trên địa bàn xã Lộc Ninh cần nhân rộng cái mô hình này. Cái thứ nhất là có ưu điểm là nuôi vịt trong phòng lạnh là không ô nhiễm môi trường, dễ kiểm soát được dịch bệnh.
là cái nguồn phân thì anh sẽ đưa ra tưới sầu riêng, không làm ô nhiễm môi trường. Cái nguồn dịch đầu vào thì người ta cung cấp rất ổn định. 45 ngày là sức chuồng thì có thương lái tới là thu gom. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, hướng tới phát triển chăn nuôi an toàn bền vững là một trong những mục tiêu trọng tâm của vùng an toàn dịch bệnh huyện Chi Minh Châu. Hướng tới đây, Chi Minh Châu tập trung phát triển các giống vật nuôi có thế mạnh như heo, gà, vịt. Các mô hình chăn nuôi này là quy mô điểm để hội viên nông dân học tập kinh nghiệm. Qua cái quản lý và theo dõi các cái mô hình này thì chúng tôi thấy là các cái hộ dân phát triển rất là hiệu quả. Các cái mô hình ví dụ như là hộ của anh Rô, trong cái thời gian vừa qua thì anh cũng rất là khó khăn trong vấn đề kinh tế. Do đó thì chúng tôi đã hỗ trợ và giúp cho anh vay 90 triệu từ cái nguồn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ đó mà anh xây dựng chuồng trại và phát triển cái nghề chăn nuôi vịt. Thì trong cái thời gian qua thì một năm thì có thể là anh nuôi từ 4 đến 5 lứa vịt, và mỗi lứa vịt thì có thể là trừ tất cả các cái chi phí ra thì anh có cái lợi nhuận khoảng 30 triệu đến 40 triệu đồng trên một lần xuất chuồng, và cái thời gian chăn nuôi thì có thể là 1 tháng rưỡi. Cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tranh thủ các cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hỗ trợ cho các cái hộ dân để phát triển kinh tế gia đình. Cái mô hình hiệu quả của anh Rô đây hiệu quả thì chúng tôi có thể là nhân rộng cho các cái xã ở lân cận để giúp cho người dân phát triển kinh tế gia đình. Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện Chi Minh Châu là cơ quan chuyên môn như trạm chăn nuôi và thú y huyện luôn đặt công tác phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đúng định kỳ, thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng nguồn giống, thức ăn, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, khuyến khích hướng dẫn người chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, hướng tới ngành chăn nuôi sạch, bền vững. Do vậy, những năm qua, tổng đàn gia súc gia cầm của huyện tăng mạnh cả về quy mô và số lượng, nhưng không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.